Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay Cường đang có mặt tại Giao Thủy, Nam Định nha quý vị các bạn nhé. Đây là công trình của nhà em Doãn Ngọc Anh và nhà chú Ước. Đấy thì là mình cũng xin phép và chia sẻ cho quý vị các bạn về phần thô công trình lần này, để cho quý vị các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái công trình của nhà mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái khu vực xung quanh. Sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào không gian bên trong. Đây chính là cái lối đằng trước, để sân đằng trước rất là rộng này. Đó, đấy, trên sân trước rất là rộng. Đây có khu vực sân trước được 6 mét nhé. Còn đây là khu vực cái cột này. Đấy, bước lên đây là mình đang làm là 5 bậc. Đây, các bạn nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái sảnh này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào, bước chân vào bên trong. Thì các bạn có thể thấy được rằng là bên mình ở đây là đang có, đây là một cái khu vực phòng khách rất là rộng rãi này. Đó, đây là tổng quan khu vực phòng khách này. Các bạn thấy rộng không ạ? Cực kỳ rộng rãi luôn. Chỗ này chúng ta có một khu vực phòng thờ rất là to, rất là rộng. Đó, trời hôm nay ở Nam Định thì cực kỳ là mát mẻ. Thật sự ra chia sẻ với các bạn là mình cũng vừa có công trình ở cách đây khoảng tầm 2 cây rưỡi. Mình đang làm một cái nhà hàng khoảng 1.000 m² rồi đấy. Đó, thì đây là chỗ này là cái phòng thờ. Thì sau này mình sẽ nâng cái cốt phòng thờ này lên nhé các bạn nhé. Đó, nâng cái cốt phòng thờ này lên. Đó, cửa thì là mở rất là rộng. Cửa công trình lần này là cao cách mặt đất là 450 thôi. Mở rất là rộng để ngắm cảnh. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái lối vào. Đây, cái lối vào bên trong này. Đây là một bức tường. Sau này em Doãn của anh em đang định là đặt một cái tủ trang trí hoặc là một cái bức tranh ở đoạn này sẽ rất là đẹp này. Tiếp theo chúng ta sẽ vào đây. Thì phần thô này, đoạn này chúng ta sẽ có là mở cửa là 950 rộng. Sau đó chúng ta sẽ có một cái cửa sổ mở rất rộng, cao. Cửa này thì cách mặt tường có khoảng tầm đây này, các bạn thấy có 450 thôi. Đấy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài xem đoạn này nhá. Đây, đằng sau này là khu vực cái ao đã lấp rồi. Đấy, đây là khu vực đằng sau móng này. Đó, đây là móng băng các bạn nhé. Chân rất cao. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây là cái cửa mở 950 như Cường chia sẻ. Trên này là trần. Trần này là sau này đổ đổ bê tông để đặt đồ lên trên này. Thì là nó sẽ được cái khoang đặt đồ rất là rộng. Đặt hết tủ lên. Chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh này thì là rộng là 1m8, sâu là cũng 1m8, rất là rộng. Đó, có cửa sổ. Ok, chúng ta sẽ đi xem một vòng. Sau đó thì Cường xin phép là kết thúc video tại đây. Đó, đây, chúng ta sẽ đứng ở góc này, chúng ta sẽ thấy phòng khách rất là rộng luôn. Ở nhà này đang cao là khoảng tầm 3m9, 4m đấy các bạn nhé. Đây, từ trên này cao ra nó rất là rộng. Sảnh kia khoảng 3m rưỡi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đi vào bên trong một chút. Đây là cái khu vực phòng ngủ nữa, tức là chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Đối với những cái cửa rộng như này nó sẽ có cái công dụng cho các bạn là rất là thoáng, nhìn nhà rất là sang và đẹp. Trong cái không gian nó không bị tù tội và nó không bị được bé như các bạn nhé. Nếu mà một số nhà mà chúng ta làm nhà đây, các bạn thấy không ạ, cái cửa sổ nhà bên này nó rất là bé này, hoặc là những cái cửa đằng sau, cửa đằng trước các bạn không có thiết kế nó rất là bé thì nó không đạt được. Còn là những nhà to này, cái cửa chính này cũng rất là cao, khoảng 2 mét mấy, nó rất là cao. Đó, nó làm cho không gian nó thoáng hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Đó, các bạn có thể xem áp dụng cho công trình nhà mình có tốt hơn. Đây, ở khu vực này là cái khu vực phòng bếp đây. Đó, đây Cường thì Cường nó tự quay. Đây là khu vực bếp. Đó, thì bếp mình sẽ đặt ở đây. Thì các bạn là né cái bàn bếp đặt vào cái khu vực tường vệ sinh này, bếp đặt chúng ta đặt bên này nhé các bạn nhé. Thì cửa sổ chúng ta đặt bên kia. À vâng, bếp bếp đặt đây ạ. Vâng, bếp đặt chỗ này. Vâng. Đó thì vâng, đây là khu vực này là khu vực vệ sinh này. Đó, đấy. Và cái phòng bếp này nó bé bé này, nó không to đấy các bạn nhé. Nó khoảng tầm 2 mấy 3 mấy m² nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn đấy. Và đó, nhưng mà cái phòng khách này rất là lớn này, phòng khách rất là lớn. Không gian thì chúng ta sẽ có đây, các bạn điểm lại một chút này. Bên này là ngủ này, ngủ vệ sinh này, thờ này, đây ngủ này. Đó, phòng khách rất rộng, là một mẫu rất là hay, rất là đẹp. Các bạn có thể xem và áp dụng cho cái công trình nhà mình. Cứ xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Xin chào lại quý vị các bạn những video tiếp theo.